Xin chào toàn thể quý anh chị và bạn, chào mừng quý anh chị và bạn đến với channel của thiết bị thí nghiệm công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên. Hôm nay mình xin phép được trên tay các bạn cái đồng hồ đo ngoài của hãng Techlog, model có là RM2 ha. Thì sản phẩm này khi nhập về nó sẽ trong cái hộp như thế này, được bao với cái giấy. Thì nhập họ ưu tiên là dùng những cái giấy như thế này các bạn, nó sẽ bảo vệ môi trường hơn. Và đây là cái RM2 chính xác như thế này. Thì các bạn thấy nguyên một cái hộp mà bằng da, nó làm bằng da pha nhựa này, rất là ok. Sáng bóng như thế này, nó có hai cái lẫy khóa ở đây các bạn. Đó, thì chúng ta chỉ cần lẫy tay vô và mở cái này ra thôi, nó rất là dễ ha. Đây, sẽ mở cho các bạn xem. Đó, rồi đây là cái GM2 của chúng ta. Các bạn thấy đây, đây là cái GM2. Bên trong là nó có một cái bọc như thế này nha. Đó, rất là đẹp. Cái đồng hồ đo ngoài Techlog GM2. Thì các bạn có thể thấy đây, nguyên cái này là nó làm bằng thép, nó sáng bóng như thế này, không gì. Cái lò xo ở đây cũng làm bằng thép luôn. Thì nó có cái cơ chế đồng hồ quay tĩnh tiến, đồng hồ xo ở đây, các cái điểm tựa cho máy này. Đây là khu vực đo và mẫu của chúng ta như thế này. Kèm theo đấy là một cái dụng cụ để chúng ta có thể lưu lại cái kết quả. Thì cái này nó sẽ chạy theo cái đồng hồ chúng ta sẽ gắn khi chúng ta mua sản phẩm này. Rồi, rất là đẹp. Ở đây nó là một cái lớp nhung như thế này, rất là sáng bóng ha. Thì để xài cái này thì chúng ta phải gỡ cái đầu này. Mình sẽ thử cho các bạn xem. Đó, chúng ta phải gỡ cái lớp nó xuống, nó khóa cái đầu này rất là chắc. Đó, thì mình đã gỡ xong này các bạn. Đây, các bạn có thể thấy đây. Đây, chúng ta có thể đo độ dày từ cái ngoài ra kẹp vô đây. Thì cái khoảng cách đo ở đây là từ 0 tới 90, nó rất là xa và nó rất là hiện đại. Thì các bạn thấy cái khu vực trống ở đây này, khu vực này này, là chúng ta sẽ đưa vô những cái gen hoặc là những loại ống hoặc những nơi mà chúng ta cần kiểm tra cái bề dày cũng như là cái chiều, cái phương thức đo. Thì chúng ta chỉ cần bóp cỏng này thôi và chúng ta đưa vô những cái vật thể như thế này. Tức là cái khu vực này nó rất là rộng, cái đường kính ở đây này nó rất là rộng. Thì chúng ta có thể đưa vào mọi cái sản phẩm mà chúng ta muốn kiểm tra cũng như khu vực ở đây. Đó, thì trên cái đồng hồ này nó làm bằng gương sáng bóng như thế này, nó có cái logo Techlog ở đây, thì chúng ta có thể biết được nó sẽ chính xác hãng và được phân phối tại nhà phân phối Khang Kiên. Đó, thì lớp bằng gương nền trắng thì chúng ta có thể dễ quan sát vì nó phản ánh sáng. Nhờ trong các cái bóng tối hoặc là kiểm tra trong nhà máy thì nó sẽ thấy dễ hơn. Đó, những cái bằng thép không rỉ ở đây nó rất là bóng và nó rất là đẹp. Chốt ở đây nó làm bằng CNC và nó có cái trục để chúng ta kiểm soát cái bề mặt khi tiếp xúc nằm ở đây. Cái tay cầm này thì bằng nhựa, nó có cái logo Techlog lớn ở đây và cái mã là GM2 để chúng ta có thể mua phần này. Đó, thì các bạn có thể thấy này, cơ chế sử dụng rất là êm. Cái đồng hồ xo này nó có cái chiều đi thẳng vô cái lớp mà chúng ta cần kiểm soát, thì nó hoạt động rất là đều và nó di chuyển trên một hành trình cùng đồng thời với cái chỗ chúng ta đo, nó sẽ rất là ok. Rồi, thì cái Techlog GM2, cái đồng hồ kiểm tra cái bề dày của bên ngoài luôn có sẵn tại công ty thiết bị khoa học Kiên. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu một sản phẩm này, vui lòng truy cập website máy đo thí nghiệm nhân công vn hoặc là khang kiên nhân công vn, chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại video lần sau.